Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mã TV 4K của Samsung. Đây là một mã mới đời 2019 nha. Là chiếc 50RU7200. Các bạn lưu ý nha, tất cả những sản phẩm có ký hiệu là RU là đời 2019. Thì đây là chiếc RU đời mới được Samsung ra mắt. Và đây. Thì trước tiên đi vào khui hộp sản phẩm thì mình xin được giới thiệu qua. Ở ngoài vỏ hộp sản phẩm thì chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản. Đây là chiếc 50RU7000K sẽ được trang bị công nghệ 4K Ultra nha, Ultra HD, công nghệ siêu nét. Đó. Chúng ta có thể kết nối với những cái app của Samsung. Về ngoài vỏ hộp thì riêng ở phía mặt bên phải này của vỏ hộp thì sẽ luôn luôn sẽ có một cái tem xuất xứ nha các bạn. Đây là một cái tem về tên sản phẩm này và cái số email để bên mình kích hoạt bảo hành. Bên mình sẽ kích hoạt bảo hành điện tử qua cái số email này và số điện thoại của các bạn để các bạn xem. Sản xuất tháng 3 năm 2019, rất là mới luôn. Ok, mình sẽ quay cho các bạn xem một lượt về vỏ hộp sản phẩm, sau đó mình sẽ đi vào khui hộp luôn. TV sẽ được tích hợp cái đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 nha. Như vậy là với kích thước 5 inch, công nghệ 4K Ultra siêu nét. Sau đây mình sẽ khui hộp sản phẩm. Hôm nay thì có một mình thực hiện cho nên là nó hơi bị vướng, các bạn thông cảm nha. Đó. Khi mà mở hộp sản phẩm thì các bạn sẽ thấy ở bên trong chúng ta sẽ có một cái lớp xốp bảo vệ phía trên màn hình và sẽ có ở phía dưới và có hai bên ngang luôn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này, pin và điều khiển này. Mình sẽ đặt đây. Đây sẽ là hai cái chân. Thì hiện tại cái TV này thì nhà khách hàng treo tường cho nên là mình sẽ không sử dụng đến cái chân này. Mình sẽ mở cái xốp ra nha. Khi mở xốp này ra chúng ta sẽ vén một cái lớp ni lông để bảo vệ bên trong của TV. Đây là chiếc TV. Hiện tại thì có một mình thao tác cho nên là mình sẽ để chiếc điện thoại mình ở một cái góc và mình sẽ quay nha. Để các bạn xem. Bạn sẽ theo dõi. Thì các bạn lắp cái chiếc TV mới này thì rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bỏ cái lớp xốp ra này, sau đó là hai tay chúng ta sẽ bám vào hai cái viền màn hình nha, bám vào hai viền màn hình chứ không bám vào trong màn hình nha, bám một viền. Sẽ nhấc TV lên, sau đó để úp hộp này xuống và chúng ta sẽ để cái mặt phẳng này của TV úp xuống mặt viền cắt tông. Ok, như vậy là với việc làm như này thì chúng ta sẽ có thể kết nối giá treo này và kết nối chân thoải mái, không sợ ảnh hưởng đến màn hình. Sau đây thì mình sẽ đi vào cận cảnh hơn ở phía bề mặt đằng sau của TV nha. Ở phía trên đây là chúng ta sẽ có một cái hệ thống dãy tản nhiệt nha. Đây là chúng ta sẽ có bốn cái lỗ vít để chúng ta sẽ khoan ra treo để nắp với ra treo tường. Đây là khu vực chúng ta sẽ kết nối dây nguồn điện cho TV. Còn đây là khu vực chúng ta sẽ kết nối cái giá chân để trên mặt kệ nha. Đó, bên đây cũng vậy. Sau đây mình sẽ đi vào cái khu vực kết nối chính của TV. Ở phía giữa đây chúng ta sẽ có một cái cổng LAN để kết nối internet, ngoài ra TV có thể kết nối được wifi. Chúng ta sẽ có một hệ thống jack bông sen ở đây là jack AV in nha, nhận đầu vào nha, sẽ kết nối với những cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như là một đầu Blu-ray này hay là những cái đầu truyền hình kỹ thuật số. Còn ở bên cạnh đây chúng ta, phía trên này chúng ta sẽ có một cổng quang optical. Đây là cổng USB, chúng ta sẽ có hai cổng USB luôn. Đây là hệ thống cổng HDMI, thì với cái cổng HDMI này chúng ta sẽ có ba cổng nha. HDMI in này, in. Đây HDMI ARC, các bạn sẽ kết nối với loa, những cái dòng loa sao ba đó, với cái cổng ARC này là sẽ phát, hoặc các bạn có thể kết nối với cổng quang. Đây chúng ta sẽ có một cái cổng để bắt anten. Đó. Như vậy là mình vừa giới thiệu qua với các bạn nè một chút về cái thiết kế của chiếc TV Samsung.
50 RU 7200. Thì sau đây mình sẽ thực hiện cái việc là mình sẽ kết nối với giá treo tường nha. Các bạn theo dõi nha, mình sẽ kết nối chiếc giá treo tường và để lắp đặt TV. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta kết nối cái giá treo tường nha. Thì những sản phẩm TV của Samsung thì mặt sau nó cong, cho nên là hãng luôn trang bị 4 cái nút này đó để tạo mặt phẳng, để tạo bề mặt phẳng nha. Các bạn hình dung vậy nha. Đó, tạo bề mặt phẳng với 4 cái nút này. Ok. Sau khi chúng ta thực hiện đến bước này rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái phụ kiện là những con ốc ở giá treo ra. Chúng ta sẽ xem cái con nào nó vừa. Đây rồi. Đó. Thường thì tất cả các dòng giá treo hiện nay đều trang bị sẵn nha. Rất là nhiều kích thước size ốc các bạn xem. Rất là nhiều kích thước size ốc. Vì vậy là các bạn hãy mua những sản phẩm này. Giá treo nào nhìn nó đầy đủ một chút nha. Trang bị hết mà. Đó, mình lắp tạm thời đây. Đó, cái việc là lắp cái giá treo nó đơn giản thôi, tự các bạn có thể thực hiện được nha. Rất đơn giản, cho 4 con ốc vào đây. Đó. Sau đó chúng ta khoan thôi. Ok, chắc chắn luôn. Bắt khoan rất đơn giản thôi. Sau khi bắt khoan xong rồi thì chúng ta sẽ ướm cái này nha, ướm cái giá. Ướm cái giá, mà cái giá này là cái này sẽ là cái mà chúng ta treo lên trên tường nha. Đó. Chúng ta sẽ ướm. Ướm ở đây thì chúng ta sẽ đo nha. Xin lỗi vì hôm nay mình không mang cái thước đo, bởi vì chủ nhà thay đổi ý từ để bàn xuống treo tường, nên mình sẽ đo tạm đây. Mình sẽ đo từ cái điểm khoan cái này. Đây. Ok. Đo từ cái điểm cao nhất. Như vậy là rồi, đến cái bước này mình xin phép mình sẽ dừng quay để mình sẽ thực hiện hết cái việc mình sẽ treo cái giá treo này sẵn rồi. Sau đó mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách treo lên tường. Biết anh người nổi tiếng lắm đấy, cũng để cho anh nhìn thấy. Cầm anh ấy, cầm một viên ấy. Viên chứ đừng cầm một máy. Đi ra luôn đi rồi. À, tối đây đi xem được rồi. Tối bố sang đây bố xem. Ủa. Ừ. Cái này là truyền hình thì nó đấu vào TV kiểu gì? À, mạng đây. Con đường cát, mạng cắt wifi ấy. Hay là ở đằng sau có cổng lan ấy. À, nó cầm được, cầm tham bài đấu luôn nhá. Rồi, bắt wifi. Hả? Bắt wifi. Ô, nó có rồi. Nhưng nó bắt được wifi, còn dây nữa mình... Biết rồi, nhưng mà phải qua cái đầu kia mới bắt được. Ừ. À, cái đầu này bắt được. Đầu kia nó bắt đèn pin. Mà mạnh luôn. Cái bao lưỡi rồi. Đây là cái con. Em bút được con rồi. Cái này có bút cao đấy. 4K, 100K. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là sẽ ấn vào Enter để kích hoạt lên này. Chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn nha. Ôi, chào bác. Tâm bực quay rồi, lúc bù dành với quan này có làm được không? Quay hết. Quay hết không? Vâng, cái mũi 10 mà. Enter chọn châu Á. Đây là em sẽ kích hoạt ban đầu thôi, còn chút nữa mình chỉ việc dùng thôi. Kích hoạt ban này thoải mái, từ 8 số trở lên. Không.
không đúng không? Ừ. Em nói chỉ xác nhận một lần là được mãi đúng không? Đúng rồi, giờ cài wifi cho nhận thôi. Từ lần sau anh cứ mở này nó. Lần sau anh mặc em mặc lịch hay là nhận. Mỗi lần là được. Đó. Đó là ok. Đó mình vào tiếp theo. Chúng ta sẽ đồng ý hết với các điều khoản của nhà sản xuất. Tài khoản chúng ta có thể bỏ đi, bỏ qua. Đây là kiểm tra cái phần nút lên xuống. Đó, ok. TV đã sẵn sàng để sử dụng. Như vậy là xong này. Đây là vào cái hệ điều hành Tizen của Samsung này. Em sẽ test một đoạn video cho anh xem. Đấy, cho cái ví dụ như thế giới động vật hoặc là rồi. Test một đoạn video. Cho bỏ báo chứ cho ta. Đây là sao mạng, hiểu chí mày cài TV rồi chứ nào? TV chắc phải mua. Thầy chờ con chút, không phải mua. Không mua chẳng. Không đây, không. Có đây rồi. Không, cũng không cần phải cái đấy. Cái này nó cắt truyền hình mà. Nhà mình nắp cắt truyền hình mà. Nắp truyền hình cắt truyền hình thôi chứ cần gì đấy thì đâu. Còn gói nó bao gồm hết. Như của tôi. Cả mạng và cắt truyền hình. Cáp cắm vào phát là dò kênh là phát lên. Ở đâu 300 nghìn. Nhưng mình chưa cắm cáp đúng không? Đúng rồi chưa. Cáp ở đây đâu? Đây là đâu này à? Em có biết rồi thì tí xem em có biết đầu nào đâu. À. Thế nên để hôm nào FPT chưa được đâu bởi vì người ta phải à, làm nào đâu có đầu. Hôm nào cứ bảo thôi người ta cái này họ bảo rồi. Là khi nào lắp TV thì bảo em đi lắp các truyền hình cho. Lại gọi. Đây. Nhét cái này vào kìa. Nhét cái một đoạn video. Dù 4K mà đúng không? 4K Ultra con này đời 2019 mà. Hết này. Đây mới đấy. Nhưng sao phiên phải đánh đau à? Ra. Đang phiên phải đánh đau à? Thế là không. Chút vào cứ vào YouTube gõ thôi mấy anh tìm. Gõ ra thôi gì. Vâng. Nhặt lên nhà bỏ lâm lên phải đánh ra vào chúng ta là đánh vào. Mà lắm mỗi lần phải đánh vào. Và. Em ơi. Như vậy là các bạn nhìn đã. Nhìn chúng ta này. Nghe không? Xem là sản phẩm. Samsung 50RU 7200. Nghe như quý rồi. Đời 2019. Đấy, con này làm lên nhóc được anh hỏi. Đấy, con người này này. Nó đang cùng tiếp. Hiện tại sản phẩm đang được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường nha. Các bạn hãy truy cập vào điện máy giá tại kho.vn. Tất cả sản phẩm điện máy nha, giá gốc luôn. Điện máy giá tại kho.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm review lần sau. Xin cảm ơn.